Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không từ bỏ con đường tăng cường viện trợ cùng với đồng minh để giúp cho Ukraine duy trì nhịp độ chiến dịch. Vì chúng ta biết là mục tiêu của Hoa Kỳ là phải làm suy yếu Nga. Mục tiêu của Hoa Kỳ là phải giữ được cái quyền bá chủ của mình. Trong cái bối cảnh đồng đô la đang bị loại, nó rất nguy hiểm tới cho nền kinh tế của Mỹ nói riêng và cho đồng minh chư hầu của Mỹ nói chung. Nhưng với cái cấu trúc và tình thế về bàn cờ quân sự hiện tại bây giờ, con đường để cho nước Mỹ thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới là vô cùng khó. Hoa Kỳ có nền có G7 đúng không? Thì bản thân phần còn lại của thế giới có nền kinh tế mới nổi với thị trường năng động, trẻ và tiêu thụ cao là khu vực đó là châu Á. Một cái điểm nữa là sau hơn một năm ấy, mọi sự nỗ lực của nước Mỹ gây áp lực cho thế giới nó bất thành. Phần còn lại của thế giới vẫn hướng về một thế giới đa cực chứ không phải muốn duy trì trong nhịp độ của chủ nghĩa đế quốc thực dân phương Tây. Ông Medvedev vừa rồi thì cũng đưa ra một cái thông điệp là không thể đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine với lại Ukraine. Người có thể duy trì được cái người có thể thực hiện được đàm phán duy nhất là nước Mỹ thôi. Mục tiêu của nước Mỹ đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục phải duy trì cái nhịp độ xung đột ấy, vì tin tưởng rằng với lực lượng quốc phòng của đồng minh sẽ hỗ trợ cho Ukraine và làm suy yếu quốc phòng của Nga. Khi mà quốc phòng của Nga bị suy yếu thì nền kinh tế của Nga cũng bị suy yếu. Và từ đó sẽ tạo ra cái nạn thất nghiệp, đói kém ở tại Liên bang Nga. Và chỉ có như vậy thì mới có một cuộc cách mạng màu để phản đối ngài Putin thôi. Nhưng mà cái âm mưu này thì nó đâu có nằm ngoài kế hoạch và tầm nhìn của Điện Kremlin đâu. Sau hơn một năm nỗ lực gia tăng các lệnh trừng phạt, tiếp tục hỗ trợ đào tạo và gia tăng leo thang xung đột, người ta chỉ thấy tập thể phương Tây bị suy yếu và mất đi hình ảnh, chứ không phải là Liên bang Nga. Ngay như chương trình thượng đỉnh G7 bây giờ đang họp ở tại Hiroshima này, cũng bàn luận chính về cái biện pháp trừng phạt chống Nga, biện pháp để chống lách luật trừng phạt, biện pháp để hỗ trợ cho Ukraine, với lời tuyên bố là G7 tiếp tục hỗ trợ cho Kiev chừng nào còn cần đến. Kiev dưới sự lãnh đạo của chính quyền ông Zelensky, chúng ta cũng biết là chính quyền Ukraine ngày hôm nay không có quyền hành quyết định cho vận mệnh đất nước của mình. Với những gói viện trợ phương Tây thì vẫn mang tính chất là nửa vời, nhỏ giọt. Muốn đánh bại Nga nhưng lại sợ đối đầu với gấu Nga, cho nên chỉ có thể duy trì nhịp độ để làm cho quốc phòng của Nga bị suy yếu, làm cho kinh tế của Nga bị suy sụp. Nhưng đó chỉ nằm trong cái niềm hy vọng của phương Tây thôi. Trong hơn một năm đã diễn ra, chúng ta thấy những cái mong đợi về lạm phát của Nga như tập thể phương Tây đặt ra nó đã không xảy ra được. Trong khi Ukraine đang lạm phát tới hơn 30%, thì nền kinh tế của Nga trong năm 2022 lạm phát có 2%. Mà bước sang năm 2023, nền kinh tế của Mỹ, Âu, Ukraine càng sụt giảm trầm trọng, thì Nga đang có đà tăng trưởng trở lại. Thì nó đang dập tắt về niềm hy vọng của phương Tây, bắt đầu chuyển giao cho Ukraine những vũ khí kỹ thuật tối tân hơn, thì Nga cũng sẵn sàng để đón chào những dòng vũ khí đấy đưa vào trong Ukraine và vô hiệu hóa nó trên chiến trường. Khi mà ba chiếc hót đưa vào trong Ukraine đấy, thì truyền thông phương Tây cùng với Kiev cũng ngày đêm ca ngợi nó và nói rằng là ba chiếc hót đã bắn hạ được máy bay ném bom chiến lược của Nga, nhưng hoàn toàn không có một cái hình ảnh nào về chiếc máy bay chiến lược đấy bị bốc cháy ở trên lãnh thổ Ukraine.
tức là quảng bá cho một hệ thống phòng không tối tân của Mỹ mà lại không dẫn chứng ra cụ thể về bằng chứng cho kết quả của mình. Nhưng mà sau khi mà Nga khai hỏa Kinzhal cùng loạt các tên lửa hành trình dẫn đường tầm xa vào trong Ukraine thì hệ thống lá chắn phòng thủ của tập thể phương Tây và hệ thống tối tân nhất của Mỹ là Patriot đấy, nó đang bị giảm uy lực, nó đang bị giảm uy lực một cách trầm trọng và gây ra mất niềm tin với Ả Rập khi mà hệ thống Patriot đang được bảo vệ bầu trời cho Ả Rập đấy. Trong tuyên bố bế mạc thì các lãnh đạo G7 một lần nữa nhấn mạnh là ý định hỗ trợ cho Kiev cần bao nhiêu sẽ hỗ trợ bấy nhiêu. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ không thể phá vỡ của chúng tôi đối với lại Ukraine. Cần bao nhiêu sẽ hỗ trợ bấy nhiêu với mục tiêu thiết lập nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài. Văn bản tài liệu trong G7 lên án hành động của Nga và ghi rõ việc này. Thông cáo chung cũng xác nhận là ý định rõ ràng là tăng cường dành hỗ trợ ngoại giao, tài chính nhân đạo và quân sự cho Ukraine và nâng cao tổn phí của Nga và những người ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Moscow cũng như là chống lại những hành động tiêu cực của cuộc chiến đối với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Bảo vệ nguyên tắc quốc tế. Lãnh đạo nước G7 phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi thực trạng lãnh thổ bằng vũ lực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thay đổi thực trạng trên thế giới không ai khác chính là tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Nam Tư bây giờ còn nguyên thực trạng, Libya còn nguyên thực trạng, Iraq còn nguyên thực trạng. Tức là trò chơi tiêu chuẩn kép của nước Mỹ vẫn cứ được tung ra. Kiên quyết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và họ không quan tâm tổn thất của Ukraine. Chúng tôi sẽ bảo vệ các nguyên tắc quốc tế và giá trị chung này, kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đơn phương thông qua vũ lực hoặc là cưỡng ép nhằm thay đổi quy chế được thiết lập một cách hòa bình của vùng lãnh thổ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và khẳng định rằng nghiêm cấm dùng vũ lực chiếm đoạt lãnh thổ. Con đường sử dụng vũ lực và lấm đấm là con đường của nước Mỹ mà. Lời nói này của lãnh đạo G7 nó đang trở thành trò cười đối với nhân loại. Quan hệ với Trung Quốc này, chúng tôi sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc. Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc tương tác cởi mở với nước này. Đồng thời chúng tôi trực tiếp bày tỏ mối quan ngại của Trung Quốc. Chính sách của chúng tôi không nhằm gây hại cho Trung Quốc hoặc cản trở sự phát triển và tiến bộ kinh tế của nước này, G7 tuyên bố trong một thông cáo. Hoa Kỳ có muốn quan hệ bình đẳng với Trung Quốc không? Hoa Kỳ luôn muốn kìm chế sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng đến bây giờ đang trên con đường phi đô la hóa thì Hoa Kỳ còn cơ hội để kìm chế Trung Quốc nữa. Khoa học kỹ thuật không còn độc quyền của phương Tây thì làm sao có thể kìm chế được Trung Quốc? Con đường phi đô la hóa nó sẽ xóa sổ toàn diện về cấu trúc đơn cực, xóa sổ toàn diện về kế hoạch bành trướng của tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của nước Mỹ. Vấn đề Ukraine là một minh chứng rõ nhất cho sự thất bại của bàn tay đế quốc. Mục tiêu chiến dịch ở tại Ukraine ai cũng rõ, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải hiểu ở một quy mô rộng hơn. Khi Nga đang sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa là phi quân sự hóa và phát xít hóa của phương Tây luôn, chứ không phải vấn đề của Ukraine không, mà của cả phương Tây. Ông Zelensky thì càng ngày càng thể hiện rõ mình là tội đồ của dân tộc và là kẻ thù không đội trời chung với nhân dân của châu Âu. Zelensky xảo trá răng bẫy tại hội nghị thượng đỉnh G7. Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima thuộc Nhật Bản với sự tham gia của đại diện các bên của các nước bên ngoài G7, kể cả là tổng thống Ukraine Zelensky, có thể là một cái bẫy. Đó là quan điểm của Brazil như Bloomberg phản ánh. Zelensky đã gửi cho người đồng cấp Brazil
lời đề nghị gặp mặt bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 nhưng chưa nhận được phản hồi. Phía Berlin ngại rằng Kiev sẽ ép buộc hành động không mong muốn. Berlin thấy không có vấn đề gì khi gặp gỡ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào, nhưng không nên ép buộc. Một quan chức cho biết là ông này gọi sự hiện diện ứng biến của dân kia là cái bẫy tiềm ẩn đối với những ai không phải là thành viên G7. Ông dân kia đang có chương trình nghị sự trực tiếp ở tại Nhật Bản trong ngày hôm nay là gặp các quan chức G7 để bàn luận về các vấn đề của Ukraine. Sau 15 tháng, chúng ta thấy về một cái bức tranh dành cho tập thể ông Tây là một sự thất bại. Kho vũ khí kỹ thuật của phương Tây đang nằm trong bàn tay hỏa lực của Liên bang Nga. Dòng viện trợ chưa dừng chuyển giao vào, nhưng Nga cũng chưa dừng tìm và tiêu diệt nó. Mối lo lớn nhất của Ukraine ngày hôm nay cũng là mối lo lớn của phương Tây, là lá chắn vòng không của Uka đang bị bào mòn bởi các loại hỏa lực của Nga, các loại tên lửa dàn hỏa tiễn của Liên bang Nga. Trong khi tập thể phương Tây thì đang cố gắng để thử nghiệm xem có những loại vũ khí nào có thể đối đầu được với vũ khí kỹ thuật của Nga, nhưng họ càng cố gắng để tìm kiếm một loại vũ khí nào đấy thì họ lại càng đi tới cái sự đó là tuyệt vọng. Phương Tây chưa có vũ khí siêu thanh thì làm sao có thể đối đầu với một quốc gia đang sử dụng vũ khí siêu thanh thực chiến ở tại Ukraine được? Lá chắn vòng không là một vấn đề lớn đối với Ukraine ngày hôm nay, là vấn đề rất lớn. Thế nhưng mà phương Tây cũng chưa thể nào vá được cho nó, bởi lỗ hổng của NATO ngày hôm nay nó chính là lá chắn vòng không. Phương Tây chưa thể tự mình giải quyết được cái vấn đề phòng thủ, nhưng lại thích đi chọc gậy bánh xe của quốc gia khác và đẩy các quốc gia khác vào cuộc chiến, sẵn sàng công khai phá hoại và vi phạm các luật pháp quốc tế. Vậy thì sau hơn một năm, nó càng minh chứng một cách rõ ràng cho phần còn lại thế giới thấy con đường của Hoa Kỳ đi tuyên bố nó chỉ là thứ đạo đức giả, bởi Hoa Kỳ thực sự mong muốn ở đây nó chính là con đường đơn cực, nó chính là cái quyền bá chủ của mình. Ngày hôm nay là Mỹ áp đặt các hạn chế để xuất khẩu sang Liên bang Nga, và đây cũng là ý tưởng của G7. Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu sang Nga là 1.200 mặt hàng sang Nga và Belarus. Con đường này chính bản thân Hoa Kỳ đang tự bóp nghẹt nền kinh tế của mình. Còn vấn đề kết nối đàm phán để chấm dứt xung đột ở tại Ukraine thì Tổng thống Widodo khẳng định Indonesia sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga và Ukraine. Cầu nối đó. Như ông Medvedev nói rồi, là không thể đàm phán với lại Ukraine để chấm dứt xung đột, trong khi Ukraine đang bị phụ thuộc tác động chính từ bên ngoài. Chỉ có Washington mới là người có thể ngồi bàn đàm phán với lại Nga. Vậy những cái thông điệp từ Nga đưa ra với lại những quan điểm của phương Tây, nó đang là hai đường thẳng song song. Có nghĩa là chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine sẽ được định đoạt bằng vũ trang. Bên nào có nhiều thời gian hơn thì bên ấy chiến thắng. Indonesia sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa Nga và Ukraine để tránh xung đột Ukraine leo thang hơn nữa. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga không hiệu quả và không thúc đẩy đối ngoại, Tổng thống Euro của quốc gia châu Á tuyên bố. Cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra được hơn một năm, và các biện pháp trừng phạt chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn nó. Đối thoại là rất quan trọng và phải được duy trì. Quan điểm trung lập của Indonesia có nghĩa là nước này không đồng ý với các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga do Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây áp đặt. Về việc này thì Việt Nam chúng ta đã tuyên bố rồi, Bắc Kinh chúng ta đã nói rồi. Phản đối về các lệnh trừng phạt được cô lập Nga. Tổng thống Indonesia nói thêm rằng đất nước của ông sẵn sàng đóng vai trò là cầu nối giữa Nga và Ukraine. Indonesia sẵn sàng góp phần vào việc giải quyết mâu thuẫn
phải đạt được hòa bình càng sớm càng tốt, bởi vì cuối cùng nạn nhân là mọi người. Nhưng mà Hoa Kỳ họ đâu đã quan tâm đến việc này đâu. Hoa Kỳ đang quan tâm ấy, là bản thân Nga đã bị suy yếu hay chưa. Bản thân Nga đã bị tức là đã bị cạn kiệt về kho khí tài và quân về quốc phòng hay chưa. Trong khi đó Zelensky thì lại phàn nàn rằng không phải tất cả các nhà lãnh đạo Ả Rập đều quan tâm đến chủ đề của Ukraine. Đương nhiên người ta chả quan tâm. Mà vấn đề tại Ukraine đang tạo một bước đà tuyệt vời để cho Ả Rập thoát ra khỏi bàn tay của nước Mỹ. Để cho Ả Rập sẽ có đa dạng về các nguồn về các thị trường để bán dầu mỏ ngoài đồng đô la. Để cho Ả Rập có một con đường độc lập tự chủ. Chứ nói là Ả Rập quan tâm vấn đề Ukraine, mà Ukraine đang là một điểm tựa cho Ả Rập thực hiện quyền độc lập của mình. Zelensky phàn nàn rằng không phải tất cả các nhà lãnh đạo Ả Rập đều quan tâm đến chủ đề của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, sự kiện mà Tổng thống Syria đấy tham gia lần đầu tiên sau nhiều năm đã bắt đầu tại Ả Rập. Và Zelensky cũng đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh này. Thật không may trên thế giới và ở đây, trong số các quý vị có một số người nhắm mắt làm ngơ trước tình hình thông tin bất hợp pháp, và tôi ở đây để mọi người có thể đối mặt với sự thật, ông Zelensky nói. Ông nói thêm rằng là Ukraine đã đề xuất một công thức hòa bình nhằm giải quyết đó là xung đột. Nhưng công thức hòa bình của Zelensky nó thiếu tính thực tế, và cả thế giới đều hiểu Nga là một siêu cường về hạt nhân. Với những gì phương Tây đang hỗ trợ cho Ukraine chỉ có thể tạo ra thảm họa nhân đạo, chứ không bao giờ thực hiện được công thức hòa bình mà phía Ukraine đã đề xuất. Không bao giờ làm những điều đấy. Con đường tốt nhất của Ukraine là vào tháng 3 năm 2022. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái cơ hội đấy đã không còn dành cho Ukraine nữa. Mà vấn đề ngày hôm nay nó đi rất xa rồi. Sau khi Nga sáp nhập thêm 4 vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine vào Nga. Trong khi đó giao tranh vẫn đang diễn ra, thì quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn. Phương Tây cung cấp vũ khí gì cho Kiev trong bối cảnh hiện tại? Các loại khí tài mới cung cấp vào cũng không được. Ukraine đã sẵn sàng cho chiến dịch phản công, ít nhất là theo tuyên bố của chính trị gia phương Tây. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết là lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được khoảng 600 loại vũ khí khác nhau, về các loại vũ khí nguy hiểm nhất trong tài liệu Zulik chia sẻ. Trong 15 tháng qua, quân đội của Nga đã xoay sở để thích nghi với vũ khí của phương Tây. Xe bọc thép của NATO bốc cháy vì trúng đạn của súng phóng lựu chống tăng, giống như những chiếc xe bọc thép từ thời Liên Xô. Còn tên lửa Javelin rất dễ bị đánh lừa. Tên lửa được phóng từ ống phóng vác vai là rất thất thường và không quen với lại bụi bẩn. Theo các chuyên gia thì chuyên gia quân sự ngày nay, ngay cả những hệ thống IMAD được khoe khoang cũng gây ra ít thiệt hại hơn nhiều so với những tháng trước. Mới đây thì một tạp chí của Mỹ trích dẫn là các nguồn tin từ Lầu Năm Góc đưa tin rằng Nga đang tăng cường ngăn chặn các hệ thống tên lửa này bằng tác chiến điện tử. Các chuyên gia không biết chính xác bằng cách nào, nhưng hiệu quả của tên lửa HIMARS đã giảm hẳn và đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với HIMARS ở tại Ukraine. Tuy nhiên đây là một loại vũ khí đáng gờm, tầm xa và chính xác. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của HIMARS vào mùa hè năm ngoái và đã có thể tấn công vào hậu phương của quân đội Nga mà không bị bắn trả. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó gần như đã bị vô hiệu hóa. Có một món quà đến từ Vương Anh thì vũ khí tầm xa thậm chí còn nguy hiểm hơn. Vương Anh vừa viện cho Ukraine tên lửa tầm xa với tầm bắn tới 500 km. Ngay sau đó thì lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng tên lửa tầm xa này vào Lugan, nơi được coi là thành phố hậu trường. Trước đó trong một thời gian rất dài thì thành phố này đã không nghe thấy những tiếng nổ. Nhưng ngay sau đó thì chính tên lửa tầm xa của Anh chuyển ra Ukraine đã bị Nga hạ gục ở trên chiến trường. Vũ khí chủ lực này
Trong cuộc phản công đã được công bố, Kiev đặt kỳ vọng cao vào các phương tiện bọc thép của phương Tây. Các nước NATO đã chuyển giao 7 loại xe tăng chiến đấu chủ lực cơ bản. Phần lớn đây là các biến thể khác nhau của T-72, nhưng cũng có các mẫu xe bọc thép của Đức và của Anh. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được 600 xe tăng và dự kiến sẽ có thêm khoảng 200 chiếc nữa trước năm nay và vào cuối năm nay. Các xe bọc thép của phương Tây vẫn chưa được nhìn thấy trên chiến trường, nhưng số lượng của chúng không nhiều. Có lẽ Ukraine không muốn để những chiếc xe tăng này gặp rủi ro. Chúng sẽ được sử dụng để ngắm bắn mục tiêu từ khoảng cách xa. Tức là rất e sợ về cái gì ạ? Hỏa lực của Liên bang Nga. Vậy với tất cả những khí tài hiện tại mà bản thân phương Tây đã viện trợ đấy, Nga đã thích ứng và vô hiệu hóa nó. Vậy trong tương lai, bản thân tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ viện trợ khí tài nào nữa cho Ukraine bây giờ? Trong khi đó, một cựu điệp viên của Mỹ thì nói là Ukraine sẽ không trụ được quá mùa hè. Một cựu sĩ quan tình báo quân đội của Mỹ cho biết là quân đội Ukraine sẽ không trụ được quá mùa hè năm nay. Tôi tin rằng chiến sự sẽ không kéo dài quá mùa hè. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể chịu được điều này. Theo ông thì quân đội Ukraine sử dụng một lượng lớn đạn pháo hàng ngày để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến họ hoàn toàn không có khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Cựu sĩ quan tình báo kết luận, để cứu lấy mạng sống con người, Kiev cần ngồi bàn đàm phán cho đến tháng 7. Bắt buộc ngồi bàn đàm phán. Quan trọng nhất là thời điểm đàm phán đấy, Nga có đồng ý không quan trọng. Còn bản thân Hoa Kỳ thì chúng ta biết là chưa sẵn sàng cho cuộc đàm phán và chưa muốn chấm dứt xung đột ở tại Ukraine. Vì đó là một sự chấp nhận thất bại sỉ nhục trong tổng, tức là trong cái bảng tổng sắp của Mỹ thất bại đấy. Ukraine đang đối đầu với lại một siêu cường quân sự, quốc phòng, một siêu cường về hạt nhân, chứ không phải một quốc gia thông thường. Cho nên chờ đợi để Nga chấp nhận thất bại, chờ đợi để chấp nhận bản thân Liên bang Nga là thực hiện những điều kiện cho phương Tây, nó sẽ không bao giờ diễn ra được. Bởi vì nơi đây nó quyết định vận mệnh của Liên bang Nga mà, đúng không? Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.